Thầy chào các con. Hôm nay là thầy sẽ giới thiệu các con tiếp các bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều nha các con. Hảo nào, thì thầy đang dạy các bài tập ở căn 24 của sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao. Rồi sách này bây giờ thì chỉ có một số trường sử dụng thôi. Câu số 1, nhận xét nào sau đây không đúng? Với một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 4m trên giây bình vuông. Gia tốc 4m trên giây bình vuông có nghĩa là gì các con biết không? Người ta cho A đó các con. Như vậy gia tốc 4m trên giây bình vuông có nghĩa là cứ 1 giây thì vận tốc tăng thêm một lượng sẽ là 4m trên giây. Nếu con hiểu như kiểu của thầy á thì con sẽ giải câu này như sau. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1 giây vận tốc tăng thêm 4 thì phải ra 4 không? Đúng rồi. Câu B, lúc đầu vận tốc là 2m trên giây, sau 1 giây vận tốc nó tăng thêm 4 nữa sẽ ra 6, đúng. Câu C, lúc đầu vận tốc bằng 2m trên giây thì sau 2 giây 1 giây vận tốc tăng thêm 4 không nào? Gia tốc là 4m trên giây bình vuông có nghĩa là 1 giây thì vận tốc sẽ tăng thêm được là 4m trên giây. Vậy 2 giây nó sẽ tăng thêm được là 8m trên giây. 8 cộng 2 ra bao nhiêu? 10. Vậy câu C sẽ là câu sai. Ok chưa? Còn câu D, lúc đầu vận tốc bằng 4m trên giây thì sau 2 giây tăng thêm 8 nó sẽ ra 12m trên giây. Đúng nào? Nhưng nếu như các con không hiểu như vậy, các con có thể giải theo kiểu khác như sau. Chúng ta dùng một phương trình thôi. Phải nào? Dùng một phương trình. Bây giờ các con nhìn thầy ghi nè, phương trình thầy dùng ở đây là phương trình gì? V bằng gì? V bằng V0 V bằng V0 cộng với A nhân T. Các con áp dụng với câu A nè. Rồi, V bằng V0 là 0 đúng nào? Cộng với A là 4 nè. T là 1 nè, phải ra 4 không? Khớp. Câu A đúng. Rồi tiếp câu B nè. Là V nè, V0 là 2 nè. Phải không? Cộng với A là 4 nè. Nhân T là 1 nè, ra là 6 nè. Câu B đúng. Bảo nào? Rồi tới câu C cũng tương tự vậy luôn. V nè, V0 là 2 nè. Cộng với A là 4 nè, thời gian là 2 nè. Vậy ra bao nhiêu? 10, phải không nào? Vậy câu C sai nè. Tới câu D nè. V bằng V0 là 4 nè. Phải nào? Cộng với A là 4 nè. À, 4 phải nào? Nhân với thời gian là 2 giây nè. Phải nào? Vậy phải ra 12 không? Rồi. Như vậy thì câu 1, cái câu sai sẽ là câu C nha các con. Các con có thể là thế cái gia tốc với thời gian với vận tốc V0 vô, con sẽ tính vận tốc cho từng trường hợp. Bảo nào? Giờ điểm là câu C nè. V0 là 2 nè. Rồi A là 4 nè. Thời gian là 2 nè. Phải ra 10 không? Mà nó ghi 8. Vậy câu 1, câu sai sẽ là câu C nha. Câu số 2, chọn câu sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó A có gia tốc không đổi, B có gia tốc trung bình không đổi, C chỉ có thể là chuyển động nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều, phải không nào? D có thể lúc đầu chuyển động nhanh dần đều, sau đó chuyển động lúc đầu chậm dần đều, sau đó chuyển động nhanh dần đều. Các con suy nghĩ câu nào sai? Rồi các con suy nghĩ mình chọn đáp án nào? Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có gia tốc tức thời không đổi, thì tức là gia tốc trung bình cũng không đổi luôn. Phải nào? Biến đổi đều thì nó sẽ bao gồm là có thể là nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều, tức là hai khả năng. Thì ở đây cái câu sai là câu C, chỉ có thể là chuyển động nhanh dần đều hoặc là chậm dần đều. Ok chưa? Rồi. Còn câu D cũng phù hợp thôi, có thể lúc đầu là chậm dần đều rồi sau đó là nhanh dần đều. Được hết, đồng ý chưa? Rồi chúng ta đến câu số 3. Tốc độ vũ trụ cấp 1 là 7,9 km trên giây, là tốc độ nhỏ nhất để con tàu vũ trụ bay quanh trái đất. Hãy tính xem tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng bao nhiêu để sau khi phóng 160 giây nó đạt tốc độ nói trên. Như vậy thì tốc độ nói trên là 7,9 km trên giây không nào? Khi mà chưa phóng tàu vũ trụ thì gia tốc bằng bao nhiêu? Bằng 0 đúng nào? Thời gian là 160 giây không nào? Rồi, vậy tính gia tốc không nào? Một nốt nhạc thôi. Câu 3, A bằng gì? V trừ cho V0 chia cho T. V là 7,9 km trên giây là 7.900.
mét trên giây. Ban đầu chưa phóng là V không bằng không, chia cho T là bao nhiêu? 160. Các con bấm máy ra coi A là bao nhiêu. A bằng 7900 chia cho 160 bằng 395/8, bấm SD, 49,375 bằng 49,375 mét trên giây bình vuông. Bài tập có dễ có khó như các con, các con là cố gắng là coi hết video nha. Chúng ta được học tập trong cái điều kiện thế này rất là tốt, các con phải nỗ lực lên, phải cố gắng học thật là tốt. Rồi chúng ta đến câu số 4 nha các con. Câu 4. Một chất điểm chuyển động trên trục OX với gia tốc không đổi, A bằng 4m trên giây bình vuông và vận tốc đầu là trừ 10m trên giây. Sau bao lâu nó dừng lại? Như vậy các con nhìn nè, A là dương nè mà V0 âm nè, có nào? Vậy A với V0 là trái dấu phải không? Chuyển động này là chuyển động thẳng chậm dần đều, nó dừng lại phải rồi. B. Tiếp sau đó chất điểm chuyển động như thế nào? Phải nào? C. Vận tốc lúc T bằng 5 giây là bao nhiêu? Bài này thì nó khá cơ bản đấy. Vậy các con nhìn số liệu trên đề rất rõ ràng thì khỏi tóm tắt ra nghe. Vậy giờ câu 4A nè. Sau bao lâu nó dừng lại phải không? Tính T bằng V trừ V0 chia cho A. Khi dừng lại là V bằng 0 nè. Trừ V0 là nhiêu? Là trừ 10 nè. Chia cho A là 4 nè. Ra là 2,5 giây nè. Quá đơn giản ha. Câu B. Tiếp tục sau đó nó chuyển động thế nào? Bây giờ các con tưởng tượng đi, bây giờ thầy không biết đề tác giả cho thế nào đây. Thí dụ đây là cái dốc đi, rất dài, bảo nào? Tại chân dốc nó có vận tốc là đây là chân dốc đi, nó có vận tốc là V0. Bảo nào? Là 10 m trên giây, bảo nào? Nó đi từ từ lên tới cho đến dừng lại. Nếu cái dốc rất dài, bảo nào? Nó đi lên tới vị trí này là nó dừng lại, tới M dừng lại đi. Rồi tiếp tục sao các con? Nó phải lăn xuống đúng không? Nếu mà lên dốc là chậm dần đều thì nó lăn xuống là gì? Là như vậy câu B nè. Nó sẽ tiếp tục chuyển động nhanh dần đều với độ lớn gia tốc bằng bao nhiêu? Cũng vẫn là 4m trên giây bình vuông. Ok chưa? Thầy nói độ lớn gia tốc nha. Nhớ kỹ nha, trong trường hợp này chúng ta tưởng tượng rằng vật đang leo lên trên cái dốc nha. Vậy thì nó lên dốc là chậm dần đều, tới chỗ M nó dừng lại, cái dốc rất dài nha, thì tới M nó lại đi xuống, đó là nhanh dần đều. Phải nào? Bây giờ câu C nó hỏi điều gì nào? Kết luận này giống trong đây các con. Rồi. Câu C. Tính vận tốc sau 5 giây. Bây giờ mình dùng phương trình là V bằng V0 cộng A nhân T. Mình có thể gọi V1 đi, thì đây T1 cũng được. Đồng ý chưa? Vậy thì V0 là bao nhiêu? V0 là trừ 10 cộng với A là 4, phải không nào? Nhân với T là 5, phải không nào? 5 x 4 là 20, trừ 10 đó là 10. 10 gì? 10 mét trên giây. Đồng ý chưa? Như vậy thì các con thấy nè, thí dụ nó lên dốc đi, nó lên dốc chậm dần đều mà V không ăn dấu trừ, thì nó lên dốc đó là ngược chiều dương, phải không nào? Phải không nào? Nên vận tốc mới âm. Còn bây giờ vận tốc ăn giá trị gì? Vận tốc ăn giá trị dương. Vậy chứng tỏ là nó đang xuống dốc. Xuống dốc, phải nào? Với cái vận tốc là nhiêu? V1 là 10m trên giây, mà xuống dốc là nhanh dần đều. Ok chưa? Hoặc hiểu đơn giản nè, lúc đầu là V0 là âm, mà bây giờ là V là nó là dương, có phải là đổi hướng không? Ok chưa? Rồi bài 4 đến đây là kết thúc nha. Chúng ta đến bài số 5. Bài số 5, một người đi xe đạp trên một đoạn đường thẳng, sau khi khởi hành 5 giây, vận tốc là 2m trên giây. Sau 5 giây tiếp theo, vận tốc là 4m trên giây. Sau 5 giây tiếp theo nữa thì vận tốc là 6m trên giây. Có thể kết luận chuyển động của người đó là nhanh dần đều được không? Tại sao? Ở đây các con tính A nè, tính A trên từng đoạn đường. Chúng ta tính gia tốc là gì? A bằng delta V chia cho delta T. Này gọi là gia tốc trung bình. Gia tốc trung bình nha các con. Trung bình. Như vậy thì
5 giây đầu bảo nào vận tốc tăng từ 0 lên 2, rồi 5 giây kế tiếp vận tốc tăng từ 2 lên 4, 5 giây kế tiếp vận tốc sẽ tăng từ 4 lên 6. Vậy thì gia tốc trung bình nó sẽ bằng là 2 chia cho 5, đúng không? Sẽ ra là 0,4 mét trên giây bình vuông. Và như thầy nói các con nè, thầy nói gia tốc mà chúng ta tính được trên từng đoạn đường chính là gia tốc trung bình, đúng nào? Nên chúng ta không thể kết luận chuyển động người đó là nhanh dần đều, nghe chưa? Muốn là chuyển động thẳng nhanh dần đều thì gia tốc chúng ta tính được phải là gia tốc tức thời, tức là ở mọi thời điểm gia tốc đều là như nhau, đồng ý chưa? Rồi câu B, tính gia tốc trung bình trong mỗi khoảng thời gian 5 giây và gia tốc trung bình trong cả khoảng thời gian khởi hành. Vậy trong mỗi khoảng 5 giây thì tính rồi nè, đúng không? Rồi vậy giờ thì tính thêm gia tốc trong nguyên cả khoảng thời gian từ lúc khởi hành nha. A phẩy đi bằng delta V phẩy chia delta T phẩy, 2 giây đầu, 2 giây, 5 giây đầu, 5 giây kế, rồi 5 giây cuối, phải không? Vậy delta T phẩy chính là 15. Ok chưa? Rồi. Rồi vận tốc sẽ tăng từ là 0 cho tới 6. Vậy delta V phẩy sẽ là 6. Và 6 chia 15 cũng ra nhiêu? 0,4 mét trên giây bình vuông. Như vậy bài số 5 này chúng ta đã hoàn thành. Ok chưa? Bài số 5 chúng ta hoàn thành. Các con rõ ràng chưa? Nhớ kỹ nghe câu 5A là chúng ta không thể kết luận người đó chuyển động nhanh dần đều, bởi vì trong những khoảng thời gian 5 giây thì vận tốc nó sẽ tăng được một những lượng bằng nhau là 2 mét trên giây, đúng nào? Và thì tính ra A này chính là 0,4 mét trên giây bình vuông. Thì tính luôn một phần của câu B rồi đấy, phải nào? Rồi tới câu B thì yêu cầu tính gia tốc trung bình trong mỗi khoảng thời gian 5 giây, mình tính rồi. Và gia tốc trung bình nguyên cả quá trình luôn, phải nào? Cũng ra 0,4 mét trên giây bình vuông. Rồi như vậy thì bài số 5 đến đây là chúng ta dừng nha. Nhớ nghe, công thức này là công thức tính gia tốc trung bình, nghe chưa? Rồi tiếp theo là chúng ta làm các bài tập ở trang 28 sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao nha các con. Câu số 1, chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu. Bây giờ nhìn nhiều đáp án quá phải không nào? Thầy dạy rồi, nhanh dần đều A với V là cùng hướng. Vậy A nhân V ra số gì? Số gì nào? Số dương, đúng nào? Chúng ta kiếm câu sai không nào? Câu A dương, V dương, đúng không nào? A, V cùng dấu nè, là nhanh dần đều, đúng rồi. Câu B, A dương, V bằng 0. V không bằng 0 chứ, đúng nào? Thì đây là nhanh dần đều. C, A âm, V không, dương. Như vậy con nhìn câu C nè, A với V là trái dấu nè, là chậm dần đều. Mà cái câu dẫn nêu là gì? Chất điểm sẽ chuyển động nhanh dần đều nếu. Vậy câu C là câu sai. Còn câu D, A âm, V không bằng 0. Các con lưu ý ở chỗ cái câu B với câu D á, là V không bằng 0 thì dù là gia tốc dương hay là âm thì cũng là chuyển động thẳng nhanh dần đều. Nghe rõ chưa? Gia tốc dương hay âm là do chúng ta chọn chiều dương thôi, đồng ý chưa? Câu số 2, một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox có phương trình x bằng 2t cộng 3t bình, trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Các con ghi lại ha, x bằng 2t cộng với 3t bình, đơn vị là mét với giây, phải không nào? Rồi mà chúng ta học phương trình chuyển động thẳng biến nó đều là x bằng x0 cộng v0 nhân t cộng 1 phần 2 a nhân t bình. Ok chưa? Như vậy các con, đây là phương trình đề cho nè, còn đây là cái phương trình mình được học nè. Đó. Bây giờ con so sánh hai phương trình, con liệt kê ra được là bây giờ nè, là x0 bằng bao nhiêu? X0 chính là bằng 0, không có mà, không nào? Không có giá trị nào trên đây thì tức x0 bằng 0. Rồi đây V0 nhân T, đây 2T, không nào? Thì có nghĩa là V0 sẽ bằng 2 mét trên giây. Ok chưa? Còn A là bao nhiêu? Con nhìn đây T bình, đây T bình nè. Đó. Như vậy mình phải có 1 phần 2 A bằng 3 không? Vậy các con tìm được A là 6 mét trên giây bình. Vậy thì chúng ta hoàn thành xong câu A. Hãy xác định gia tốc của chất điểm. Ok chưa? Quá cơ bản, đồng ý chưa? Câu B,
Hãy tìm tọa độ và vận tốc lúc t bằng 3 giây. Câu B, cho t bằng 3 giây. Tìm tọa độ là tìm x đó các con. Chúng ta thế vào phương trình này, thế vào phương trình này. Vậy là tọa độ là x bằng 2 nhân t là 3 cộng với 3 nhân với 3 bình vuông. Cái này ra là 33 mét. Phải không ta? 3 lần 9 27, 7 cộng 27 cộng 6 là 33, đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta tìm gì nữa? Tìm vận tốc lúc t bằng 3 giây phải không nào? V bằng V0 cộng A nhân T. Các công thức là trong cái video số 1 thì ghi rất rõ ràng nha các con. V0 thì liệt kê rồi nè, 2 nè. Đúng nè, cộng A là 6 nè. Phải không nào? T là 3 phải không? Đồng ý chưa? 6 nhân 3 18 cộng 2 ra nhiêu? 20 mét trên giây. Rồi, như vậy thì bài tập số 2 đến đây chúng ta làm đã hoàn thành. Thầy giải bài toán này hơi nhanh nha. À, nếu các con mà theo dõi không kịp thì các con chịu khó, các con tua video lại xem lại nha. Câu số 3. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức V bằng 15 trừ 8T. Đó, đây là bài cho nha, mét trên giây. Ok chưa? Hãy xác định gia tốc, vận tốc lúc T bằng 2 giây và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian t bằng 0 đến t bằng 2 giây. Ok chưa? Muốn tính gia tốc rất cơ bản các con. Đó, như vậy bây giờ nè, chúng ta đã học cái gì nè? Chúng ta đã học cái gì? V bằng V0 cộng A nhân T. Phải không nào? Đồng nhất hai phương trình này các con liệt kê ra được. V0 là bao nhiêu? V0 là 15. 15 mét trên giây. Đây là trừ 8T đi, AT có nghĩa là A bằng gì? A bằng trừ 8 mét trên giây bình vuông. Phải không nào? Bây giờ V0 là dương mà A âm. A và V0 là trái dấu không nào? Đây là chuyển động thẳng chậm dần đều. Ok chưa? Tính chất là chuyển động thẳng chậm dần đều. Vậy người ta yêu cầu chúng ta tìm gia tốc không? Rồi tìm vận tốc lúc t bằng mấy giây? 2 giây không nào? À như vậy tìm vận tốc lúc t bằng 2 giây. Vậy thế vào phương trình này nè, cho t bằng 2 giây. Rồi, thì các con sẽ tính được V bằng 15, có sẵn phương trình nè, phương trình này thế vô thôi. À, trừ cho 8 nhân 2, 15 trừ 16 ra trừ 1 mét trên giây. Ok chưa? Vậy thì tính vận tốc lúc 2 giây, một nốt nhạc là xong. À, có nhanh quá không? Rồi, vận tốc trung bình trong thời gian từ 0 đến 2 giây. Như vậy thì ở đây tính tốc độ trung bình, V trung bình bằng trung bình cộng vận tốc là bằng V cộng với V0 chia cho 2. V là trừ 1 nè. Lúc t bằng 0 thì mình tính ra V0 là 15 đúng không? Cộng 15 nè, chia cho 2 nè. À, 15 trừ 1, 14 chia 2 ra bằng 7, bằng 7 mét trên giây. Phải không nào? À, nếu cách này mà các con thấy không ổn á, thầy chỉ các con tính thêm một cái cách thứ hai. Cách 2 ha, con tính S trước. Đây cách 2 nè. S, tính S đi, S bằng gì? V0T cộng với 1 phần 2 A nhân T bình. V0 là 15 nè, T là 2 nè. Không nào, cộng với 1 phần 2 A là trừ 8 nè. Rồi nhân với 2 bình vuông nè. Đồng ý chưa? Vậy con bấm máy có S ra bao nhiêu? S bằng đây là 15 nhân 2 là 30 phải không nào? 2 bình chia 2 là 2. 2 nhân trừ 8 nó sẽ ra là trừ 16, 30 trừ 16 nó sẽ ra là 14, 14 mét. Các con bấm máy đi thì cũng ra 14 thôi. Rồi đến đây các con tính được là V trung bình sẽ bằng S chia cho T. Phải không nào? À, 14 mà chia cho 2 nó cũng ra là 7 mét trên giây. Đồng ý chưa? Thì ở đây câu số 3 này thì giới thiệu các con tất cả hai cái cách làm. Cách số 1 là tính vận tốc trung bình bằng trung bình cộng vận tốc, tức là lấy V cộng V0 trên 2, nó ra rất là nhanh. Còn cách thứ hai là con tính quãng đường sau 2 giây, nó ra được là 14 mét, đúng không? 14 mét nè. Ok chưa? Rồi con tính tốc độ trung bình lấy quãng đường chia thời gian là 14 chia 2 cũng ra 7 mét trên giây. Rồi bài số 3 này hoàn thành nha các con. Đại công cáo thành ha. Chúng ta đến bài số 4 nha. Rồi các bài tập càng về phía sau thì càng hay nha các con. À, do đó các con coi video của thầy là nhớ coi hết nha. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30 m trên giây đến chân một con dốc, đột nhiên
máy ngừng hoạt động và ô tô leo lên dốc. Nó luôn chịu một gia tốc ngược chiều vận tốc bằng 2 mét trên giây bình vuông trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc. Phải nào? Như vậy chứng tỏ cái dốc này rất là dài, phải không nào? Phải nào? Rồi. À, người ta không cho cái dốc dài bao nhiêu ha. Rồi, A, viết phương trình chuyển động ô tô lấy góc tọa độ x bằng 0 và góc thời gian t bằng 0 lúc xe ở chân dốc. Phải không nào? Rồi bây giờ thầy trò chúng ta làm bài toán này coi thế nào. Bài 4 ha. Bài 4. Như vậy bây giờ các con tóm tắt theo thầy nè, là V0 là bao nhiêu? Là 30 m trên giây. Ở đây tất nhiên thầy chọn chiều dương là chiều chuyển động đi, là V0 dương ha. Rồi, đến chân một cái con dốc thì vận tốc vẫn là 30 m trên giây ha. Vậy lên dốc là chậm nhân điều chứ gì? Nó luôn chịu một gia tốc ngược chiều vận tốc. Vậy thì A các con sẽ ghi là trừ 2 m trên giây bình vuông. Ok chưa? Vì đề bài cho là A này ngược chiều với V. Đúng nào, ngược chiều với không. Vậy nếu V không dương thì A nó phải âm. Đồng ý chưa? Rồi. Viết phương trình chuyển động ô tô lấy góc tọa độ x bằng 0 là tại chân dốc của nào. Rồi bây giờ thì có lẽ không cần vẽ hình đâu. Chúng ta làm luôn cũng được, phải vẽ ha. Đây nè. Đây là chiều trục tọa độ ha, chiều dương là chiều chuyển động nha. Rồi. Là tại đây là chân dốc nè. Đó, có đang có vận tốc là V0 nè. Ok chưa? Rồi như vậy phương trình chuyển động thẳng biến nó đều là x bằng x0 cộng V0t cộng 1 phần 2 A nhân T bình. Các con tránh nhầm lẫn nó với lại là phương trình chuyển động thẳng đều nha. Ở đây con nhìn nè, x không bằng 0 nè, này bỏ luôn nè. Đồng ý chưa? Rồi, như vậy thầy có được là x bằng gì? V0. V0 là 30 nhân T. T viết lại nha, viết phương trình phải để chữ T lại nha. Cộng 1 phần 2 A. A là trừ 2 nè. 1 phần 2 nhân với trừ 2 ra trừ 1 nè. Vậy là trừ T bình. Như vậy thầy trò mình đã viết xong cái phương trình rồi. Tại vì trục tọa độ, góc tọa độ ta chọn sẵn cho mình rồi, nên thầy đâu cần phải chọn. Ok chưa? Như vậy thì cái câu 4A là chúng ta hoàn thành rất là nhanh. Rồi bây giờ 4B là hỏi điều gì ha? Tính quãng đường xa nhất theo sườn dốc. Bây giờ con nhìn nè, nó leo lên cái dốc có nào là chậm nhân điều. Vậy thì bây giờ tới chỗ xa nhất nó sẽ dừng lại là V bằng bao nhiêu? Bằng 0. Đúng nào? Mặc dù cái dốc dốc lên thế này nhưng mà thầy vẫn vẽ ngang đi dễ nhìn nha các con. Đó. Thí dụ tới M là điểm xa nhất đi. Xa nhất. Xa nhất nó dừng lại đúng nào? Bây giờ con có V0 chưa? Con có V chưa? Vậy quãng đường OM này nè chính là S maximum. Đồng ý chưa? Vậy thì chúng ta dùng công thức độc lập với thời gian là V bình trừ cho V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Khi nó dừng lại V bằng 0 thì V bình cũng là 0 rồi. Phải nào? Vậy thì các con sẽ suy được S bằng trừ V không bình chia cho 2A trừ V không bình là 30 bình chia cho 2, A là trừ 2. Phải nào? Các con bấm máy ra trừ chia trừ mất rồi phải không? Vậy là ra 225m. 225m. Đồng ý chưa? Rồi. Vậy câu B xong ha. Câu C. Tính thời gian đi hết quãng đoạn đường đó. Rất cơ bản. Phải nào? Tức là tính thời gian đi từ O tới M thôi. Là T bằng V trừ cho V0 chia cho A. Tới M dừng lại V bằng 0 nè. Trừ V0 là 30 nè. Chia A là trừ 2 nè. Phải không nào? Vậy các con sẽ tính ra được là 15 giây. Như vậy thì ở bài số 4 này nó hoàn toàn không khó. Nó rất là cơ bản các con. Đồng ý chưa? Do đó là chỉ cần các con học thuộc công thức là các con sẽ làm được. Đồng ý chưa? Bữa nay là thầy coi một cái chương trình về người dân Angola. Họ ăn sáng cũng bình thường lắm, họ nghèo lắm các con. Rồi họ ăn trưa, cái bữa ăn trưa của một cái anh chàng nông dân là nửa gói mì spaghetti cũng nào, làm với trứng, cà chua, hành tây,
tất nhiên có dầu nữa không nào, anh ta chế biến mà làm có nửa gói mì spaghetti thôi, mà đó là bữa ăn ngon nhất của anh ta. Thầy cảm thấy rằng là mình sống ở Việt Nam bây giờ mình quá hạnh phúc, mình hạnh phúc lắm các con, nên mình phải truyền cái năng lượng tích cực cho người khác nghe. Và các con rất hạnh phúc nên các con cố gắng học. Thì cái video của thầy hôm nay là chỉ có thời gian là khoảng 25 phút thôi, và trình bày cho các con một số bài. Nhiều quá thì con cũng mệt đúng không nào? Nhưng mà thực tế hôm nay các bài thì trình bày là tốc độ nó khá nhanh. Nếu các con mà xem không kịp thì các con tua lại coi ha. Rồi thầy xin chào các con.